Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Sau lùm xùm, hoàng tử William và Harry sẽ sớm tái ngộ vì lý do đặc biệt, cũng chính là thứ duy nhất có thể hàn gắn tình anh em. Những ngày qua, rạn nứt và mâu thuẫn tăng cao giữa cặp đôi nhà Sussex và các thành viên còn lại trong gia tộc được Meghan Markle và Harry thẳng thừng tiết lộ không giấu giếm trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng cùng bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Cụ thể, khi nói về anh trai William, Harry khẳng định giữa hai anh em hoàng tử đang có một khoảng cách khó kéo gần. Hai anh em họ đang đi trên những con đường khác nhau, những lựa chọn khác nhau và ý tưởng đối lập. Thậm chí ngoài sức tưởng tượng của công chúng, hoàng tử cho biết anh cảm thấy thương xót cho anh trai William và bố, thái tử Charles, bởi chính họ cũng đang bị mắc kẹt trong lòng son giống như bản thân anh trước kia. Nhiều chuyên gia nhận định, không những ngầm khẳng định sự tồn tại của rạn nứt, mà những rạn nứt này còn khó lòng được hàn gắn, đặc biệt sau khi Harry đi phơi bày câu chuyện cá nhân cho cả thế giới được phen bàn tán lại như thế này. Mới nhất, nguồn tin thân cận tiết lộ, sau tất cả dù không muốn, anh em hoàng tử William và Harry sẽ sớm tái ngộ, vai sánh vai trong lễ khánh thành bức tượng mẹ quá cố công nương Diana tại Kensington Garden vào mùa hè. Đây được dự đoán sẽ là cuộc hội ngộ khiến dư luận mong đợi và quan tâm, bởi dù có đối nghịch nhau trong tư tưởng và bước đi trên những con đường khác nhau, sợi dây máu mủ gia đình có lẽ sẽ là hy vọng duy nhất có thể hàn gắn mọi rạn nứt giữa họ. Trước đó, khi bị hỏi về việc em trai cáo buộc gia tộc mình phân biệt chủng tộc, hoàng tử William đã rất sắt đá khẳng định chắc chắn rằng không có chuyện đó tồn tại trong hoàng gia Anh. Nữ hoàng và thái tử Charles được cho là đã ủng hộ William với động thái này. Anh là người đầu tiên tại cung điện Buckingham đích thân lên tiếng về cuộc phỏng vấn gây rúng động vừa qua của em trai và em dâu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.